Một, đây là giai đoạn thứ nhất, phải luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Câu này dạy người mới bắt đầu tu tập thiền định theo đạo Phật phải đề phòng cảnh giác cẩn thận, không được đụng pháp nào, pháp môn nào, tu pháp môn ấy, mà phải dè dặt chọn kỹ lưỡng pháp môn tu tập. Vì nếu đã lỡ tu tập pháp môn không đúng sẽ trở thành thói quen, và sửa lại tu tập lại rất là khó khăn. Và còn nhiều khi không còn sửa lại được nữa. Ví dụ, một người tu lạc thiền, nhiếp tâm ức chế không đúng cách, gây ra bệnh rối loạn thần kinh, điên khùng, không còn tỉnh táo, do đó không thể sửa lại được nữa, trở thành một phế nhân tàn tật. Cũng như người tích lũy học nhiều giáo lý đủ loại, người này cũng không thể cứu chữa được. Họ đã nuôi lớn bản ngã bằng trời, đó là do quân tập sở tri chướng quá nhiều. Con đường tu tập giải thoát của họ qua những kiến thức này đã chấm dứt đời tu của họ. Nếu một người tu tập có thần thông bùa chú thì cũng khó sửa lại, vì bản ngã kiến chấp của họ đã chết cứng trong lớp vỏ này. Nếu một người tu lạc vào thiền định tưởng có trạng thái khinh an hỷ lạc, người này cũng khó sửa lại được và cũng chết cứng trong lớp vỏ này. Bởi vậy, ngay từ giai đoạn một, thầy đã nhắc nhở các con phải luôn cảnh giác. Nếu không cảnh giác tu hành sai thì sẽ thành thói quen, lười biếng, mất hết nghị lực, khó tiến vào định. Đó là những người mới tu mà không được sự hướng dẫn cặn kẽ, tu tập theo ý muốn của mình, rồi sanh tâm lười biếng, làm tiêu hao nghị lực. Và đồng thời, thường bị lạc vào những trạng thái của định tưởng, khiến cho đời tu chẳng đi đến đâu. Tu hành phải biết giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào việc nấy, đó là phải luôn luôn cảnh giác, giữ gìn tâm bất động, chuyên rồng một hơi thở, không được xen tạp niệm. Đó là phải luôn luôn cảnh giác. Khi tỏa thiền, giữ thân bất động, không được nhúc nhích lắc qua lắc lại, không được ngồi thẳng quá ưỡn ngực, không được ngồi chùng quá khom lưng. Đó cũng phải là luôn luôn cảnh giác. Không được quân tập học nhiều các pháp không đúng Phật pháp. Không được học lối lý luận, hí luận của các pháp, mà phải học pháp chuyên rồng tập luyện, làm chủ thân tâm. Không được học pháp ở đầu môi chót lưỡi, cật vấn thiên hạ, tranh chấp hơn thua, để nuôi lớn bản ngã. Các con phải luôn luôn đề cao cảnh giác những loại này, và luôn luôn các con hãy bắt chước Phật. Khi có một tà sư ngoại đạo đến cật vấn, hỏi đúng đường lối tu tập giải thoát thì Phật trả lời, hỏi không đúng đường lối tu tập giải thoát thì Phật không đáp, làm thinh.
hoặc trả lời: đó không phải vấn đề của ta, không phải đường lối của ta. Đức Phật không để thì giờ hí luận tranh đua với thiên hạ vô ích. Vậy từ đây về sau, các con hãy bắt chước Phật. Có ai hỏi đạo mà có lòng tha thiết cầu pháp tu tập, kính trọng thưa hỏi với một tâm thành, thì các con hãy chỉ dạy. Còn những ngũ hạ, còn những hạ người hiu hiu tự đắc, cật vấn hỏi điều này thế kia, thì các con sáng suốt nên làm thinh hoặc bảo: những điều quý vị hỏi không đúng cách thức tu tập ở đây, chúng tôi xin miễn nói, vì ở đây chỉ biết tu tập để được giải thoát khỏi sự đau khổ của kiếp người, chứ không có tranh luận hơn thua. Xin quý vị vui lòng. Đó là phải luôn luôn cảnh giác những hạng người này. Khi thưa hỏi pháp tu, không được đòi hỏi giải thích, vì giải thích sẽ làm mất trí vô sư của các con. Người giải thích cho dễ hiểu là giảng sư, người không giải thích là thiền sư. Tùy ở người thiện hữu trí thức, khi họ cần giải thích thì giải thích, không cần thì không giải thích. Thiện hữu trí thức phải linh động khéo léo, lúc đóng lúc mở. Lúc đóng là để cho đệ tử khai triển trí tuệ, lúc mở là khuyến khích, khích lệ sách tấn cho đệ tử nỗ lực tu tập. Những điều này luôn luôn phải cảnh giác. Tập ít nói, không nói chuyện tào lao, không đến nói chuyện người này người khác, luôn giữ tâm thanh thản, thanh thản và hướng tâm đến thanh thản. Đó là phải luôn luôn cảnh giác. Thường sống thơ thẩn một mình và hướng tâm đến sống độc cư một mình, và luôn giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự. Đó là phải luôn cảnh giác. Thường giữ gìn ý tứ, làm mọi công việc cũng như tiếp xúc với mọi người nên dè dặt cẩn thận từng lời nói hành động, luôn phải giữ gìn ôn tồn nhã nhặn, êm dịu từ ái. Những hành động này phải luôn cảnh giác. Nhờ có luôn cảnh giác giữ gìn tâm tu tập như vậy, thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Nhờ có thường xuyên dẫn tâm vào đạo, nên tâm ly dục, ly bất thiện pháp, tâm được giải thoát, an vui, thanh thản. Vậy từ đây, các con phải nỗ lực tu tập hàng ngày, thường xuyên, không nên gián đoạn. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, đều phải cảnh giác giữ gìn tâm, dẫn tâm vào đạo. Có như vậy mới mong ly dục, ly ác pháp được. Như các con đã biết trong lần chuyển pháp luân lần đầu tiên, Đức Phật đã thuyết tứ diệu đế. Nguyên nhân đau khổ của con người là tâm ái dục. Ái dục là gì? Ái dục là lòng tham muốn, yêu thích, say đắm, đam mê. Vậy muốn lìa xa nó thì phải luôn luôn dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Đừng dẫn đạo vào tâm như thế nào?
dẫn đạo vào tâm là nghe nhiều, học nhiều kinh sách mà không có thực hành, hoặc có thực hành cũng chỉ là thực hành bằng hình thức lấy lệ. Càng học nhiều, càng nghe nhiều, bản ngã càng to lớn, thì tâm tham danh thích lợi càng nhiều, nên làm bít mất đường lối tu tập giải thoát của họ. Cho nên suốt đời họ chẳng có sự giải thoát, mà chỉ có sự đam mê. Bởi vậy thầy dạy đừng dẫn đạo vào tâm là vậy. Cô Diệu Quang dạy không chịu giải thích cho các con, mà phải tự các con tìm cách xả ngã, diệt tâm ham muốn của mình, và cũng từ đó phải tự triển khai trí tuệ thông minh vô sư của tư tuệ. Phần nhiều đầu nay người ta dẫn đạo vào tâm, chứ ít ai biết cách dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy như lý tác ý, đó là dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Tiểu Thừa Phật dạy pháp hướng tâm, tức là pháp dẫn tâm. Xưa Đức Phật còn tại thế không có cho ghi chép kinh sách, chỉ vì sợ các đệ tử của mình dẫn đạo vào tâm, nên Đức Phật chỉ nói để cho tu tập mà không cho ghi chép lại. Đến sau này kết tập mới có kinh sách, nhưng cũng từ khi có kinh sách thì người ta tu khó chứng đạo, chỉ vì họ đã dẫn đạo vào tâm quá nhiều. Rồi phát triển những kiến giải, tưởng giải, viết rất nhiều kinh sách, làm lệch lạc con đường tu của đạo Phật. Đạo Phật bây giờ là đạo Phật triết lý, đạo Phật mê tín, đạo Phật khoa học, đạo Phật siêu việt, không có một tôn giáo nào hơn được đạo Phật. Theo thầy thiết nghĩ đạo Phật không có triết lý, không có mê tín, không có khoa học, không có siêu việt. Đạo Phật chỉ thuần là đạo của con người như bao nhiêu con người khác trong thế gian này. Nhưng người đó phải biết sống một đời sống an vui, sống không làm khổ mình, khổ người, sống thanh thản trước mọi diễn biến của nhân quả, và luôn luôn lúc nào cũng làm chủ được nhân quả. Khi nghe đến đây, các con hãy cố gắng tu tập khắc phục tâm mình cho được. Chừng nào khắc phục được, thầy sẽ giảng tiếp.